Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh có thể thấy quan sát bên trong có rất là đông bà con cô bác đến mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị ơi. Đó. Thì bên trong hình như là Duy Minh thấy có người nhà lên nữa quý cô chú anh chị. Đây nè. Ôi. Người nhà đến quá đông rồi. Cầu quý ơi, quý cô chú anh chị ạ. Này người nhà lên nè. Ô chị á. Nhà lên nãy giờ đông chưa, lâu chưa anh? 10 phút ha. Đầy đủ cô Sáu, cậu Thành, chị Nga, bé Ngọc. Có nghĩa là chị biết không? Mướn là mướn cái nhỏ này nè, còn cái lớn này nó cho mướn. Hồi nãy giờ chị đi hết một chồng chị coi. Chào chú Thành. Mới lên hả chú? Nó vẫn cho mình mướn. Mình định muốn thêm hay sao chú? Muốn thêm gạp hay sao? Không biết xây mộ rồi không biết làm sao chú cũng để cái gì nó cái vậy biết chứ mình không biết. Đây chị chơi cô chỉ nữa nè. Cô Sáu. Cô Sáu, Hồng Nhung với quý chú chị. Này có chào cô Sáu. Chào cô. Hỏi nhà nó đi mấy chỗ đó nó biết. Trở lại chùa cúng mà cúng tay người đây đó. Chùa Cổ Minh đấy. Là một khán giả ở bên Mốt người ta làm. Chứ không phải là giờ ai trong không ai tổ chức cho anh chợ chú cái gì đó. Chung cộng anh là sao chúng mình chính tay từ ngày 16 tới trưa tháng 6 đó rồi ngày ngày đây là từ trưa tới chiều rồi một khi mấy chục nhị nó gì đó không biết đó thì ai có làm cái đó là chùa Phổ Minh ở đâu anh? Ở quận 5 á. Hỏi nhà thì hỏi nhà nó biết, bấm lên sạc ở trên ấy là biết gì đó, bấm lên vô vô quá tới bữa nào để lên đem lên. Cái là ông đâu có ý kiến gì đâu. Mà tự nhiên ai chụp hình đó xong mình nói là tại ông Quốc Thanh thì gì đó. Ông ấy kêu. Anh mới kêu ông không? Đó con quay lại đi để cho biết là. Mọi nghe nói chừng nào mới xong không? Tuần sau là phải xong, hoàn thành tuần sau mới hoàn thành. Trong vòng tuần sau ha, quý chú anh chị ạ. Tại vì ta sợ là cắt chữ này kia mà nó hư cái là nó. Hồi sáng con cũng cúng chè chè trôi nước á, cũng giấy để cho tháng thổ đất thổ thần cho mình làm mộ cho của chú này cho nó đẹp. Vừa đẹp mà vừa đẹp mà vừa cũng như là làm nhanh đó, nhanh chóng trong cái tuần này để cho xong rồi để bà con khỏi phải mong đợi. Bắt buộc phải xong trước cho nó. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Tổng cộng là 5 đồng số ca nha cô chú chị ơi. Cảm ơn chú ha. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Không có hai, tài không có ca. Không có ca thôi.
thì mọi người biết rồi đó, là chị Kim Nga có bàn tay rất là khéo léo luôn, nói về cắm hoa với là dọn mộ rồi rất là đẹp mà. Cô chú anh chị ơi, hoa này không biết tên, hoa này giống như là thấy chị Nga mỗi lần lên là hoa là lạ không nha, có cái như là ghép cái hoa là lạ hoa đó như là hoa cúc mà cúc nhung cúc đài loan. Ủa sao chị cúng đồ ngoại không anh chị? Cúc gì cũng ở Đài Loan nhưng mà chị cúc cúng còn là hoa lạ lạ cơ mà. Chị mua ở đâu chị? Chợ Hồ Thị Kỷ. Hồ Thị Kỷ hả? Chợ Sĩ Hồ Thị Kỷ. Từ từ ở bên Phú Nhuận mà chạy qua Hồ Thị Kỷ mua. À. À, hồi khuya phải đi chung với cậu Thành phải không? Tôi chợt coi được cái clip đó rồi đó. Chị Bé Ngọc ha. À vậy là chị Bé Ngọc chở chị Kim Nga đi cái chợ đó, chị đi chị cũng cẩn thận nha. Ở đó là à mình thỉnh cái xuống rồi đó hả? Bé buồn quá. Ờ. Để chút xíu đi thỉnh của cậu ăn. Đây đồng mấy anh em. Ờ, bà con thỉnh ấy thì chia cho mấy bạn có xôi nữa, có xôi á, bên này là cũng rất là nhiều món luôn. Món quý chú gì không? Chú Bé Ngó lên cho chú chú dạ, con có nhớ ông Nam không? Con có thương Nam không? Dạ có. Đây là con của có Hồng Phượng. Có Hồng, chị Hồng Phượng. Hôm nay sẽ có Hồng Dĩ và các bạn giáo viên. Giờ mới thấy bé ở ngoài luôn á, con chia sẻ. Con Dĩ bây giờ chia sẻ nha. Bởi vì về cho quý vị khán giả gần xa ghé được. Lâu ngày là còn cố mời lên nắm con cầu nấm. Thì hôm nay cũng chia sẻ là lên đây để cho qua viên báo cho khi mà lắc mộ đó chậm đó. Thì đang trên đường đang lắc mộ trong năm. Bên đây báo cho nay mình lên ghé văn phòng để mình để cho bên văn phòng báo ngày cho được in ngày là lắp vậy đó. Có hôm nay cô Sáu đi lên đây đứng ở bên hoa viên á, sẽ báo cái ngày. Dạ. Theo cố một chủ đề không ạ? Nhà có một câu nói rất là tình loa cái phản cảm quá, là muốn nợ. Cho cộng đồng là biết được cái này, nhưng phản cảm với cái này đứa lớn là bị bạc thiên. Các chú muốn cho nói với anh chị. Mà cho đứa được cái thông tin này nên rất phản cảm, bởi vì có cái này vào đấy là họ phải hết cái chút. Thế nên mong muốn nó bẻ lại, thế nên giảm bớt đi. Lo. Cái này là cái này. Này. Họ có nói. Ủa chú, cái đó để góp ý riêng đi chú. Không, để góp ý riêng đi chú. Cần đông mà. Đây là cô Sáu đang nói chuyện về mộ. Cho nên là cái đó để góp ý riêng. Dạ. Cái đó để góp ý riêng được chú. Cái này lúc nãy cô Sáu nói là mua phim á cho cậu Năm á. Ồ. Cô Sáu đang nói về mộ. Ông này ông nói cái vụ cái âm thanh nữa. Lạc đề quá. Ở đây là trong quay viên đã báo là nó ok rồi. Dạ. Dạ. Rồi đất của chú Lĩnh Lâm cũng được duyệt rồi. Dạ, vậy là à, cũng mừng rồi. Ok, có thể làm mua được rồi. Không phải là mộ mà cũng như làm để mà trang trí cho anh. Dạ dạ. Thêm đó, mua thêm cái đất cho động thêm đó. À, vậy là quá mừng rồi quý chú chị ơi. Đó, đây là bà con cũng rất là mong đợi cái điều này luôn quý chú chị. Đó. Đã diệt rồi. Vâng. Chia sẻ của cô Hồng Lý thật là vì các khán giả gần xa yêu mến cậu Năm thật là rất phấn khởi. Như vậy người nhà cũng chưa biết chuyện nào gác mẫu hay sao con. Chị ở trên đây cũng nói là khi nào xong thì sẽ mời người nhà tới. Nên nay cô cũng đóng ruột đó. Nên cô chạy lên.
mà tại vì giờ người ta đang nghỉ trưa, nghỉ trưa để cho xong lát rồi cô đưa chút nữa người nhà sẽ qua bên văn phòng. Thì hồi nãy trên đường cô lên thì bên Hoa Viên cũng có báo, mà chưa có báo nói gì về mộ nên cô không được, cô chạy lên. Chia sẻ của cô không biết thật là chị đã cô trả lời của nói chung là nói chung là khán giả cũng mong đừng nóng ruột đi, người nhà còn nóng ruột nhiều hơn nữa. Nhưng mà ở trên Hoa Viên đây vẫn nói là cái gì cũng từ từ, tại vì cái mộ cô chú cũng hơi đặc biệt chút á, cho nên là chậm mà nó chắc. Nói chung là bên điêu khắc này là không thể nào mà hối được cô. Đúng rồi. Càng hối là càng rối á. Đúng đúng. Nên là cũng thông báo cho bà con bác từ từ nha. Đúng rồi, chứ gia đình cũng nóng ruột lắm chứ. Đúng rồi. Cũng phải làm mộ cho chú cho đẹp rồi kia, chứ để nằm gì thì để cũng đau lòng. Dạ. Nó chia sẻ với bà con gần xa hiểu được gì. Dạ. Thông cảm cho gia đình. Thông cảm và hiểu cho gia đình. Gia đình cũng lo lắm chứ. Để nhiều khi người nói cho sao thấy định để mộ chú hoài không thấy xây vậy, nhưng mà trong đây ta nói khi nào xong ta mới báo. Còn nóng ruột hơn người ngoài mình trong gia đình mà sao nóng ruột. Cái bộ lên này đặc biệt, đặc biệt quá, quá xèo quá, còn quá đông. Đang làm. Dạ, cảm ơn con đi con. Trời ơi, tin nhìn là anh biết liền. Ủa, cũng như vậy, ô. Ô. Chào anh Lân, chào chị Lo. Đó, cũng như chú anh chị ơi, đây nè. Dạ, chào chị Hồng Loan nha. Quá trời luôn, đang nhắc tới luôn, cũng như vậy. Lần đầu tiên được gặp anh chú chị ơi, quỷ ông già chị đoan đến tiến mộ rồi chú anh chị ơi, quá quỷ rồi, quá quỷ rồi. Quá chèn là quý chú anh chị ơi. Hôm nay là gia đình lên rất là đông đủ luôn quý chú anh chị ơi. Lên rất là đông đủ luôn quý chú anh chị. Tiếng nhạc thì nó hơi lớn quá, cho nên là có thể là ngay chỗ ngay khúc quan trọng ha. Ngay khúc quan trọng mà cái lò quá to. Qua nhạc bây giờ là lớn quá. Khi người nhà đến là nhạc quá lớn rồi, cô chú anh chị ơi, chắc mừng. Nhạc quen được. Bị bắn quen. Rồi thôi được nè. Rồi ơi, coi nào đây. Để hay quá. Cho nhạc nhỏ xuống rồi. À, quý chú chị ơi. À, nghệ sĩ Vũ Lưng cùng chị Hồng Loan đến để là thắp hương cho là chú Vũ Linh quý chú chị ơi. Cũng gần xây mộ cho nên là gia đình đến đây thật là đầy đủ. Buổi sáng thì mấy anh em cúng rất là nhiều hoa quả cũng như là cơm quý chú chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì nói chung là bên ngoài này để đi ra ngoài quý anh chị, tại vì đang cúng thì kháng vái nên là đợi cho xong rồi diễn ra đây thì mấy anh em mình hỏi thăm về những cái việc mà xây mộ, chừng nào xây mộ thì cô Sáu thì cũng có đã nói quý anh chị đó, thì trong vòng tuần nay Bình Hoa Viên cũng đã báo rồi, nhưng mà bà con cũng đừng có nóng quá ha, phải không? Rồi xong chạy đi đi trời. Cái ông sao ngày mai về quê sinh sống đây à, quý chú cắm yêu nghe mộ của chú và đây là hình ảnh nghệ sĩ ưu tú, vũ nghệ sĩ Vũ Linh quý chị, mình cứ nhớ đến chú hoài, chú Vũ Linh hoài quý chú vậy. Nhưng nợ nần kiếp trước tôi trả cho anh tới đây cũng đủ rồi. Lần trước thì nghệ sĩ Vũ Lương lên đây là có hát một cái dòng cổ. À, để đi vẫn chú chị ơi. Để coi. Cho em qua cái chị. Ông ấy không ông dặn nha. Ông ấy rồi cháu dặn luôn đi. Đúng rồi, mới quá lớn à. Có biến Biết gì nữa anh? Ai biết đâu, gọi bảo vệ nhà anh có biết đâu. Ai? Gọi sao bảo vệ hả? Ừ. Có biến không biến à, con chú anh chị ơi. Muốn gì nói con? Con sẽ bảo đừng nghe con bây giờ cũng như nhau thì kiểu như là con anh lên làm việc cùng nữa ha. Chú có ăn anh ơi, chú ăn cũng cho chú rồi mà chưa ăn. Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ giờ Vũ Lưng quý anh chị, mùa nắng bây giờ quá trời nhiều hoa với ảnh rồi, không có cái chỗ nào để nữa anh, cho nên là phải đợi ngoài đây mua thì mấy anh em giờ vô. Dạ, dạ đúng rồi, túc trực ở đây mà, chiều thì mấy anh em gom lại đừng đậy lại. Chăm sóc đầy đủ thì hôm nay anh đến đây anh đứng ngoài cái ánh nắng gì anh cảm nhận tại cái nơi này cái độ nóng gì thì anh em ở đây chia sẻ mỗi ngày á, thì anh có cái cảm nghĩ gì có thể là chia sẻ cho tất cả bà con cô bác được không? Đúng rồi, đúng rồi đó. Thì nghĩa trang mà, dạ. Nghĩa trang thì nhưng mà ở đây thì mình thấy là có bóng cây rồi nó cũng đỡ. Mà rất là quý cái tình thương của khán giả dành cho ba, vẫn ngang khói và tặng cho ba những cái cành hoa, những cái đóa hoa rất là đẹp và những cái tấm ảnh. Những cái bài diễn của ba, luôn nghĩ là
ở đâu đó bà cũng rất là ấm lòng. Ấm lòng bởi vì cái tình thương của khán giả là dành cho bà suốt mấy chục năm qua vẫn không phai nhạt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn các anh em YouTuber nha, bỏ thời gian rất là nhiều để làm cái công tác chia sẻ. Bởi vì nếu như không có các bạn thì cái sự chia sẻ đó nó không lan tỏa đến những cô chú, anh chị, những cái thế hệ khán giả của ba lớn tuổi ở xa, người ta được xem và người ta cảm thấy ấm lòng. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù bữa nay luôn đi hát nhưng mà luôn cũng dành thời gian ghé thăm ba. Bữa nay sức khỏe cũng không ổn lắm, là bởi vì hôm nay luôn cũng đi hát nhiều. Dạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cậu ơi, cậu có thể hát một câu không? Cái hơi của cậu bây giờ là nó không còn nó không còn trong veo nữa. Cái mà mệt ngủ lưng vô mát đứng đi. Lưng còn quá khó rồi. Dạ, của một cái, đây là một cái khán giả của cô Chi hôm qua mà nhờ Di Minh cúng chị. Mỗi ngày cúng cơm cho ba luôn. À, hay là không cúng. Dạ, đúng rồi. Lần hết ra anh. À, trưa nay cũng có cúng nhưng mà giờ quá là nhiều rồi, Di Minh tính chiều mới cúng. Dạ. Rồi, để hai chị Hồng Loan. Anh chủ lưng nói chuyện mọi người ơi. Quá vui rồi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Trời nắng như thế này nè. Đó. Đây là hôm nay là nghệ sĩ Vũ Lưng đến đây cảm nhận được cái ngoài cái ánh nắng tại ngôi mộ của chú. Nó thật sự là thấy là đổ mồ hôi luôn quý cô chú anh chị. À, thì ở bên kia thì gia đình thì rất là đông luôn. Nắng không chị hỏi? Nắng quá phải không? Dạ. Quá. Ê, vui không? Ở đây có nhà lên đông. Ở nay có nhà lên đông quá đông lên vui giờ. Nhà đi qua thì chờ. Ủa, đó. Cô Sáu. Dạ. Rồi, đâu chị Phượng mấy đứa cô Sáu. Vâng, quý cô chú anh chị có thể thấy là giờ người nhà đi qua bên kia, quý chú anh chị đang đi qua bên kia. Đừng nghĩ ở bên đây thì anh Vũ Lưng thì ở bên đây, Vũ Lưng với Hồng là chị Hồng Loan bên đây quý chú anh chị. Chung là bên trong kia thì cũng rất là đông luôn quý chú anh chị. Còn ở trước mộ của chú á, là nói thật sự luôn, hôm nay cũng rất là ấm cúng luôn, gia đình lên rất là đông. Buổi sáng này cũng cơm chay đồ đầy đủ đó, và chè đó. Sớm thì đúng rồi, hôm nay tôi cũng rất là nhiều mâm. Đây cũng có người nhà cũng bên chắc sao à. Ủa bên cô Sáu với bên chị Nga đồ ở bên đó hả? Nó còn bên đây thì chắc là hiện tại là gia đình đang bàn bạc một cái vấn đề nào đó cho nên là các anh em YouTuber không có quay. Đúng rồi. Đó, cho nên giờ mình chia sẻ tại mộ của chú nha.
Không, bên kia kìa. Nói chung là cái việc gia đình riêng tư, cho nên là anh em không tiện chia sẻ ha quý cô chú anh chị. Vì mình đến đây chỉ là chia sẻ tại ngôi mộ của chú thôi, và gia đình đến đây thắp hương và dọn mộ, nhọn hoa như thế nào thôi. Còn cái chuyện riêng tư thì Di Minh cũng đã hiểu và biết nhiều lắm, nhưng mà cái phần đó là mình không có quyền để là chia sẻ trên đây ha. Mong bà con cũng khi mà chia sẻ cũng đừng có hỏi nhiều về bên gia đình của quý chú anh chị. Ủa bây giờ còn có mình em ơi ở đây luôn hả? Cầu mong chú ơi. Chú ơi chú. Chú giờ này ngỡ đâu có thấu cho con. Cho bao ngày đã hơn ông. Ủa, tự nhiên là em muốn hát luôn á anh. Ủa. Em làm như là con có một cái tâm sự gì chú ơi, con muốn nói với chú quá, nhưng mà con định con sẽ hát cho vơ đi cái nỗi lòng của con chú ơi. Chú giờ này ngờ đâu có thấu cho con, có hiếm con bao ngày đời trong. Chú ơi chú ơi, mau tháng ngày khi thấy bằng chú chớ dài nơi xưa. Mình chia sẻ ở đây biết là mình muốn là theo cái con đường nghệ thuật cải lương luôn quý chúng chị ơi. Em mà trở về là 20 năm về trước là em theo cải lương luôn á anh. Không em giờ là hơi lớn, hơi cứng tuổi rồi. Anh dắt cây giống sa tăng mà đi hộ tống tâm tạng quá anh. Anh bây dạo mà. Dạ, bây dạo mà. Ơi ơi. Phát hiện. Rồi ơi. Bây dạo mà, chú. Em bây dạo mà. Nói chung á, thật sự là mình đã có một cái tâm sự phải nói luôn, giờ không biết nói với ai luôn á. Giờ phải nói trong lòng. Ở đây thì có chú nè quý chú chị. Cái này của cô Thanh Minh Nga nó cứ nghiêng hoài quý chú chị. Nó thật sự là Di Minh cũng hiểu về một đôi điều. Nhưng mà Di Minh không có tiện chia sẻ đây, thì mong rằng chú cũng hiểu cho con và cũng độ cho gia đình của mình cũng được im ấm ấm im, và mau chóng làm mộ của chú xong. Chiều nay con sẽ cúng gạo nè, muối là cái cũng như là theo ước nguyện của chú về mách bảo cho chị em con, để là con mua những gạo muối để là một cái lô lương thực khô để là chia sẻ cho tất cả các chư vị ở đây. Chiều nay khi 5-6 giờ đó, con sẽ phát gạo dùm cho chú nha, có gạo có muối là cái kho lương thực khô. Vậy thì theo như sự mách bảo của chú là các chư vị ở đây cũng ăn ấm no hết rồi, nhưng mà chú cũng có cái tâm sự buồn. Cho nên là chú muốn gì sớm, đúng ra là chú khoảng 80-90 ngày chú mới là về, đúng không chú? Nhưng mà chú mới bảo rằng là chú hơi buồn, cho nên là cái việc gì đó thì con không tiện nói ra đó. Cho nên là chú muốn Di Minh để gian giái và phát lương thực cho tất cả các chư vị ở đây, lương khô đó là muối và gạo, để chiều nay con sẽ giải ở xung quanh ở đây cho là phát cho các chư vị ở đây ha. Cái bài gì quên tên đó không anh? Đừng có lấy chồng. Qua đây nè, qua đây nè. Để cho chị đó cúng khái qua đây anh em mình tâm sự. Đúng rồi. Để cho chị cúng khái qua đây tâm sự. Anh giờ này nơi đâu có thấu cho em, có hiếm cho em bao ngày đỡ mong. Tiếp tục. Em mà theo như mà 20 năm về trước rồi, giờ em đã theo ngoài cả lương rồi. Sao vậy? Xong theo đi. Vậy?
Bây giờ không? Sao mà tự nhiên nó muốn ca cổ quá trời luôn. Ca đi, cứ muốn ca đi em. Mà ca thì không hay mà sợ cô quát. Ca đi. Thuộc bài thì không có thuộc hết. Đó. Ừ. Ở đây mà có ai mà hát hay hay hát một bản vùng cổ một cái nha. Hát ca cổ là phải có tâm trạng. Tâm trạng đúng. Tháng ngày qua chiều qua anh về anh cắm tai nghe anh nghe tân cổ không? À. Anh chạy xe anh nghe tân cổ hết, anh nghe cái lương hết. À, mà mình đặc biệt có một điều nha, mình càng nghe càng thương chú. Phải nói là làm như là mình muốn rơi nước mắt luôn anh. Nó thật sự luôn. Mình không phải là người thân ruột thịt của chú, nhưng mà tại sao mình có cái cảm xúc giống như là người thân của chú vậy đó. Nó rất là đặc biệt luôn quý cô chú anh chị, nó thật sự luôn. Nó càng ngày càng làm trong cái con tim của mình nó cứ thổn thức của quý chú anh chị. Giờ này thì gia đình thì có cái việc riêng cho nên là không có tiện quay, để tí xíu rồi xong rồi sẽ quay quý chú chị, quay gia đình hỏi thăm về cái vụ việc làm mẫu. Thì nói chung á là cô Sáu cũng có nói rồi là bà con cũng đừng có là nôn nóng quá, gia đình còn nôn nóng hơn nữa quý chú chị, gia đình còn nôn nóng hơn luôn, nhưng mà cái gì nó cũng phải từ từ nghe quý chú anh chị. Sao chị? Em nghĩ là mai sẽ thân nè, hôm nay. Nhưng mà mai hả? Chị với là em với chị Long cá này bắt tay nè, mai sẽ thân nè. Đúng không? Nói là ngày mai khách đâu. Mai em nghĩ có thân hôm nay. Rồi, em với chị là em là giống nhau rồi. Dạ. Anh thua rồi đó. Chị của anh á, mình là anh thua. Mình, người thành công luôn có lối đi riêng. Đúng không? Đó. Anh là... nhưng mà mình chưa thành công mà mình đã rẽ ngã rồi. Anh nghĩ là chết ngã luôn. Đó là vậy. Hôm nay thứ bảy đó là mai cô chú đón xem nha. À chị Loan ơi. À, mà em muốn hỏi chị tại sao chị lại nghĩ là ngày mai là sẽ đông rồi chị? Chị cảm nhận vậy. Cái linh cảm đúng không? Thử coi. Thường kinh nghiệm là cái... chủ nhật có thứ bảy, kinh nghiệm ok. Chủ nhật thường đông hơn ngày thứ biết bảy. Rồi nhưng mà hôm nay lại thứ bảy đông hơn. Hôm nay sẽ đông. Em cũng nghĩ ngày mai đông nhưng mà em nghĩ lại khác. Em nghĩ là tại vì sắp đến ngày làm mẫu của chú rồi. Cho nên là tất cả những cái ngày cận kề này là cô chú á, đều là muốn là đến đây, tại vì mộ thì xây giờ nào không biết đó, trong vòng còn vài ngày nữa thôi. Đúng, cho nên là rảnh giờ nào là cô chú đến giờ nấy. Còn theo chị nghĩ khán giả thương cậu là rảnh là lên là. Đúng rồi, giống như ngày chủ nhật là ngày nghỉ làm thì rồi, người ta sẽ chạy lên và thăm cậu, thắp nhang cho cậu, thì là nghĩ vậy. Dạ. Yeah. Chị thấy sao hôm nay là có người nhà, có anh Dũng Lương ha. Rồi có cậu Thành, đồng hóa cậu Thành con kia này, hãy đi lên ngồi chơi, em đâu quay đâu. Để cho sự riêng tư, cậu Thành là người nhà, em không quay. Đúng rồi. Nói chung là quay lúc vô mùa này, hồi sớm anh có nghe chú cô chia sẻ chưa? Cô nào? Cô Sáu anh quay lúc bao giờ vô anh quay rồi. Nhưng mà chia sẻ cái xây mẫu, cái vụ xây mẫu á. Chia sẻ rồi, anh quay rồi. Anh đang công chiếu nè. Anh nói thử là sao? Chắc khổ từng xa, tại vì nó đã hoàn thiện mà. Dạ. Anh chính đường sao hôm nhưng mà buổi sáng chị vô đây đầu tiên, xong rồi tới một khán giả mấy anh đó có bình bông này nè. Dạ. Cũng có hai cái anh khán giả đầu tiên. Dạ. Hình như là vô nó là tạ lễ. Tạ lễ hả? Ừ. Hồi sáng đầu tiên là có một cô vô trước, cô mang đồ hồi bảy trước đó, lúc mình đang nhờ bông đó. Đâu em? À vậy hả? Dạ. Lúc mà cô Sáu đi đến đó. Nhưng mà em cúng cái mâm cái mâm chè trôi nước á, nó rất là ý nghĩa rồi chị. Về coi nước là mọi cái sự là không được may mắn nó sẽ trôi đi hết, chứ không phải là đơn giản đâu. Hồi nãy chị kiếm với em để đưa trà dâu cái em mất tiêu rồi. Trà dâu của chị hả? Trà dâu. Trà dâu của chị. Cái đó là trà đào. Trà đào. Trà đào hiểu ai uống là thấy. Trà đào em uống rồi nhưng mà trà dâu em chưa biết. Trà dâu chưa cho em ly em đâu mất tiêu rồi, khi mọi người. Nhưng mà giờ còn không? Nó hết rồi. Hết hả? Có 15 ly. Hết thì thôi chị. Hồi sáng lại có để cho em đi kiếm, mọi người đi kiếm mà không thấy. Gì hả? Là cái... Không sao gì. Mọi người uống rồi mà còn trà mà mình uống hết. Nó có cái mọi người uống thì như mình uống. Không, của khán giả. Của khán giả rồi, vợ. Hứa lên đó. Trùng anh mất tiêu rồi sao giờ ta? Chắc em hủy lại á. Sao hả? Anh đặt rồi. Đặt cái sống cháy hả? Có rồi thì thôi, để tiền đó lại. Đúng rồi, để làm cái khác, đúng rồi. Hạt cái nó dư đúng rồi. Hồi sáng là hơi bị thiếu nước xuống. Tôi xuống chứ, tại em vô muộn quá, bây giờ em mua đó. Chị kêu anh chàng YouTube đi mua giùm. Mua đâu? Yeah. Mua 2 thùng với lại 1 thùng nước suối nhỏ này luôn. Ủa, em chở vô 5 thùng rồi đó. Em chở sao, không có nước pha trà đào. Dạ, cảm ơn chị nha.
Rồi nãy khán giả chở vô bốn con lúc lớn nữa. Dạ, cái cô đó để cho cô anh đó là biết anh biết ở đâu không? Biết ở đâu? Cô ở đối với Sài Gòn, hồi nãy anh quay cô biết rồi. Sài Gòn mà rồi ở đâu á? Đi nhớ coi anh hay quên. ngày mai chính xác rồi. Nào lên nữa cô để thùng để quay. Bình Bình Tăng hả? Bình Chánh hả? Bình Chánh ở hấp gần Phật Cô Đơn rồi đó. Gần Phật Cô Đơn đúng rồi, để quay cô mà. Đi xe 16 chỗ à? Chị của Bình Chánh nhưng mà chị hướng khác. Dạ. Giờ anh yêu không? Em thấy anh ca cũng hay lắm á. Giờ anh lên câu vòng cổ một cái hết là khán giả. Anh mà cô lên câu vòng cổ khán giả vô là đăng ký kênh em giữ anh. Em hát trước đi rồi bên đây quay. Giờ anh hát trước câu. Em hát thêm câu. Không anh hát khu vơ chứ anh hát em được. Thì hát khu vơ thôi. Mình là nghiệp dư mà đâu phải là mình ấy đâu. Mình là nghệ sĩ đâu. Hát đây để. Hát đây em hát hay lắm. Dạ. Jenny, em hát trước đi. Jenny Vô Bình là chị. Bên nếu câu là mình phải hát trước. Qua clip mở chị cậu nghe em qua rồi đó. Đó em đang nói vụ hát cái ảnh với bộ anh đến chống lãng rồi. Biết mà. Anh với bộ Jenny Vô Bình gì. Jenny Vô Bình ở đâu đây nữa? Chuyển hướng này thấy không? Ảnh không tính không hát, ảnh hát cái giọng anh hát hay lắm á, trong á. Những cái giọng mà hát trong á hát cổ hay lắm chị. Em thì em phái các bạn cậu Năm Chú Linh hết. Tối mà mình mở lên một cái mình càng mở mình càng mở lên thấy càng thương chú Vũ Linh. Mình cứ quên mình nói chú hoài, có vị khán giả khi mỗi lần mình nói cái mình nhớ vị khán giả nhắc mình phải là gọi là chú Vũ Linh hoặc là cậu Năm. Nãy đường triệu là cô đó dặn sao ta gì vậy? Có Mạnh Quân gửi tặng 1 triệu kêu chia cho anh em YouTube hay sao á, mà có người giữ rồi. Ai giữ được? Ai giữ? À. Anh ấy anh giữ. À nào, tên tuổi. Anh Tài đó, anh hỏi anh Tài đi, anh đâu biết đâu. Tài nấy sáng anh mua đồ. Chưa em có nghe nhưng mà em... Có nghe hả? Có. Anh vô đây luôn vậy. Chưa thấy động tình gì hết, để về ngồi đây đợi coi. Đúng rồi đó. Động tình gì hết. Thì đó hỏi Tài đây, sáng giờ mình không biết. Sáng giờ em đi mua. Rồi cái cậu với mấy công việc nữa. À, em là làm người góp góp đó. Cái nào của anh em là phải góp gãn gì đó. Để anh em đợi, mong đợi. Đúng rồi. Ngày chủ nhật, đầu ngày thứ 7. À. Người 10 ngàn cũng được quán kia cho anh em. Đi dùng 10 ngàn được cho anh em uống chai nước. Được má. Nói chung là bà con bà con là yêu quý biết sao mà luôn đó anh biết sao mà những cái vị khán giả mà đến đây hay cho tiền trực tiếp đây không thấy anh đi mình tự quá thương lỡ đến đây đứng ở đây như nghệ sĩ Vũ Linh đó, đang đứng ở ngoài cái ánh nắng như vậy mới cảm giác được nó nắng cỡ nào. Anh em mình chia sẻ ở đây mới là thấy thương anh em mình chứ thật chắc á mình coi trên cái video á thì nó rất là bình thường đó mình đến tận nơi mình thấy nó nắng rồi mới biết được nó nắng. Trong vòng có nửa tiếng thôi từ đầu nghe từ đầu chị khen tụi em rất là trân trọng rất là quý đem những hình ảnh đến những người mà người ta không có đi được là thích lắm á. Dạ bây giờ ai cũng cảm ơn tụi em hết đó. Dạ cho đây là tình cảm của mình đầu tiên mình yêu quý cậu Năm đó. Khi mình yêu quý một người nào mình sẽ làm tất cả cái này là có như thế nào không cần biết dạ. Gì hết. Dạ. Cho dù có tiền hay không có tiền nhưng mà tất cả đều rất là quý luôn. Dạ. Đem hình ảnh đó cho khán giả xem dạ. Để giấu trà đào cho mấy cô luôn rồi. Dạ cảm ơn chị ha. Phần quý cô chú anh chị thì bà con có thể nghe thấy được những cái lời tâm sự của các cái của chị ha. Thì bà con thì bên đây thì nó gia đình thì cũng đang ở ngoài bên kia đó. Ngon còn hướng bên đây thì có không có lên luôn hả? À bên đó hả? Ồ đúng rồi. Bác sĩ Lê Tuấn luôn quý chú chị ơi, đây đồ cái nón đen mà mặc áo xanh đúng không anh? Mặc áo xanh. Áo đen luôn. Áo đen đúng rồi, thấy rồi, đứng kế anh Lưng đúng không? Mà mặc kiến á. Đứng kế nghệ sĩ Vũ Lưng. Anh Vũ Lưng chia sẻ chưa? Có chia sẻ rồi, có rồi anh. Có nói có tí xíu à chưa chia sẻ thì tập chuyện rồi. Nhưng mà có công việc. Đặng Nghi Tư quý chú chị ơi, thì video đến đây cũng khá dài quý chú chị. Nếu mà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh
một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Tại vì gia đình có riêng tư cho nên anh em mình không thể nào ghi hình được. Thì video đến đây cũng khá dài, Duy Minh xin kết thúc tại đây thôi. Xin hẹn bà con là một video kế tiếp. Xin chào bà con. Chúc bà con thật là nhiều sức khỏe ạ.